We have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tony. Trong những ngày vừa qua, thì Amazon Prime Video đã ra trailer chính thức đầu tiên về tiêu đề của loạt phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn sau bao nhiêu lâu chúng ta ngóng chờ dài cổ. Điều đó cũng đã khẳng định chắc nịch thêm một lần nữa rằng cuối hè năm nay, chúng ta lại tiếp tục được đắm chìm vào thế giới kỳ diệu của Chúa Nhẫn sau 8 năm kể từ khi The Hobbit kết thúc. Video hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về trailer mới nhất của Chúa Tể những chiếc nhẫn này, xem có những điều gì cần phải lưu ý. Tuy rằng video này chỉ dài vỏn vẹn có 1 phút và cũng chỉ nhằm mục đích là đưa ra tiêu đề chính thức cho series phim lần này. Mở đầu video thì chúng ta lại được nghe một câu nói quen thuộc kể về những chiếc nhẫn sức mạnh, một đoạn thoại đã từng được công nương Galadriel kể lại trong phần 1 Chúa Tể những chiếc nhẫn. Tuy nhiên thì lần này, giọng nói có phần trẻ trung hơn. Sau đó là những dòng dung nham xuất hiện, chạy trên một cái khuôn, được dập tắt bởi những dòng nước. Và cuối cùng là hiện lên dòng chữ tiêu đề chính thức cho series phim, đó là Ring of Power. Tuy rằng chỉ là những chi tiết nhỏ, nhưng nhiều đó cũng là quá đủ để điền vào những mảnh ghép còn thiếu mà nhà sản xuất đã nhá hàng cũng như tiết lộ từ những thời gian trước đó. Vậy nên mình nghĩ rằng mở đầu cho mùa 1 của series phim vẫn sẽ là câu thoại quen thuộc giới thiệu về những chiếc nhẫn sức mạnh do công nương Galadriel kể lại. Nó sẽ rất giống với lại mô típ như phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn cách đây 20 năm về trước. Đó vẫn sẽ là câu chuyện không chỉ dừng ở việc chỉ kể lại những chiếc nhẫn sức mạnh mà còn nói tới một trận chiến kinh thiên động địa của thời đại cũ nữa để trở thành nguyên do cho mốc thời gian hiện tại của bộ phim. Với hình ảnh xuất hiện ngay đầu tiên là một dòng dung nham chạy dài thì rõ ràng đó là dấu hiệu của Chúa Tể bóng tối Sauron, nhưng nhìn rõ ra thì dòng dung nham đang chạy trên một cái khuôn ẩn ý rằng có một thứ gì đó đang được rèn ra. Sau đó là những dòng nước xuất hiện dập tắt đi những dòng chảy này với ngụ ý rằng có một thứ gì đó sẽ cản trở việc rèn này. Với những dòng nước thì chúng ta đều hiểu rằng ngụ ý đang ám chỉ tới Numino, quốc đảo hùng mạnh của loài người ở mốc thời gian kỳ thứ hai. Dòng tiêu đề hiện rõ ra đó là Ring of Power, như một sự khẳng định rằng đây sẽ là một bộ phim với những chiếc nhẫn sức mạnh là trung tâm của mọi nguyên nhân dẫn tới những sự kiện lớn của bộ phim. Khác với Chúa Tể những chiếc nhẫn, nguyên nhân của cả bộ phim là một chiếc nhẫn chúa bị thất lạc thì giờ đây quay trở về quá khứ, nhẫn chúa không còn là trung tâm nữa, mà thêm vào đó là cả thảy 19 chiếc nhẫn sức mạnh khác nữa. Với hình ảnh đang ám chỉ rèn nhẫn sức mạnh thì rõ ràng mốc thời gian của bộ phim đã được định hình, nó sẽ ở trong khoảng thời gian là năm 1500, thời điểm mà những chiếc nhẫn sức mạnh sẽ được rèn ra không lâu sau đó. Và trận chiến kinh thiên động địa mà công nương Galadriel ám chỉ tới có thể sẽ là trận chiến thịnh nộ kết thúc thời đại thứ nhất, khi mà Chúa Tể bóng tối đầu tiên bị giam lại, thuộc hạ của hắn là Sauron chạy thoát được và không để lại một dấu vết nào về bóng tối tại trung địa nữa. Tiêu điểm của mùa 1 khả năng cao sẽ là vương quốc tiên tộc Eren, khi này đã được lãnh chúa Celebrimbor cai trị. Tàn tích của vương quốc này thì cũng đã được xuất hiện tháng qua trong hành trình hộ nhẫn ở phần 1 Chúa Tể những chiếc nhẫn. Mùa 1 được cho là sẽ không có sự xuất hiện của Sauron, nhưng đúng là khoảng thời gian rèn nhẫn sức mạnh thì không có ai tên là Sauron hiện hữu trên thế giới cả. Vì lúc này, hắn đang mang một cái tên khác, khi mà hắn đang giả danh là một vị thần ban tặng đi lừa dối tiên tộc để cho các tiên tộc rèn nhẫn sức mạnh cho mình với âm mưu thống trị trung địa. Tại đây thì chúng ta sẽ được gặp lại những nhân vật cũ như Elrond khi này đang là một chiến tướng của vương quốc tiên tộc Lindon, hay công nương Galadriel đã ở North Lorien, nhưng sẽ là một nhân dạng trẻ trung hơn với những diễn viên mới thay thế. Và khả năng phải sang tới mùa thứ hai của Ring of Power thì trận chiến giữa Sauron và tiên tộc mới có thể xảy ra được, khi mà Sauron sẽ không xuất hiện ở mùa 1, tức là cả một mùa đầu tiên thì hắn vẫn sẽ dùng một nhân dạng khác của mình. Khi mọi chuyện vỡ lở ra với việc Celebrimbor phát hiện ra Sauron đang bí mật rèn một chiếc nhẫn chúa thì Sauron mới chính thức lộ diện với nhân dạng thật của mình và công khai chiến tranh với tiên tộc. Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc hấp dẫn nhất với tạo hình Sauron nguyên bản. Mình thực sự rất là tò mò về hình dạng này của hắn, chưa phải là bộ giáp đen ngòm như Chúa Tể những chiếc nhẫn, vì hắn vẫn đang trong hình dạng Maia đẹp đẽ của mình. Mình đoán rằng phần đầu của mùa 2 sẽ là việc chơi bài ngửa của Sauron với tiên tộc, khúc giữa sẽ giới thiệu về Numino và phần cuối sẽ dành cho trận chiến giữa tiên tộc và Sauron.
chúng ta sẽ được chứng kiến một Sauron hoàn toàn khác so với những gì mà The Hobbit và Chúa Tể của những chiếc nhẫn đã khắc họa. Hắn không chỉ có sức mạnh hủy diệt, mà còn là thống soái tài ba, đè bẹp cả hai vương quốc tiên tộc Noldor hùng mạnh nhất tại Trung Địa. Tiên tộc mà chúng ta từng biết ở kỳ thứ 3 sẽ không còn là đối thủ nặng ký khi mà họ phải đối đầu với quân đội do chính Sauron dẫn dắt. Eren bị hủy diệt hoàn toàn, Lindon cũng trong tình trạng hết sức nguy kịch, Elrond cũng chả thể làm được gì khá hơn trước tình cảnh đó. Nhưng đây cũng sẽ là khoảnh khắc làm cho chúng ta phải bất ngờ hơn nữa khi diễn biến quen thuộc kích thích khán giả nhất sẽ lại được tái hiện. Đó sẽ là một đội quân tiếp viện ngay lúc khó khăn nhất để cứu vãn tình thế trước sự không ngờ của phe bóng tối. Đặc biệt hơn thì đó lại là quân đội của loài người, quân đội Numenor với các kỵ binh giỏi nhất của đế chế hùng mạnh nhất của loài người sẽ cho Sauron nếm mùi thất bại đầu tiên với sự tinh nhuệ của các chiến binh Numenor cũng như chiến thuật điều binh ảo diệu tới từ Numenor. Kết thúc mùa thứ hai sẽ là còn đúng cái nhịp cho Sauron mang về Mordor. Mình nghĩ đây sẽ là diễn biến cho hai mùa đầu tiên, nó sẽ khá là hấp dẫn và phù hợp với những chi tiết đã được hé lộ từ trước của nhà sản xuất. Còn các mùa tiếp theo sẽ diễn ra làm sao thì còn phải xem hai mùa đầu tiên kết thúc ra sao mới có thể đoán được mùa tiếp theo sẽ có những diễn biến gì. Vì sau sự kiện chiến tranh giữa Sauron và tiên tộc thì Amazon sẽ phải giải nhiều bài toán khó để có thể đi tiếp. Đó sẽ là các uẩn khúc mà khán giả đã cực kỳ thắc mắc từ hai bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn và The Hobbit trước đó. Không chỉ khán giả xem phim mà còn cả các khán giả đọc truyện cũng sẽ rất tò mò muốn xem Amazon giải thích. Đó chính là thể hiện chủ nhân của tất cả những chiếc nhẫn sức mạnh, điều mà vẫn chưa rõ ràng từ chính nguyên tác. Ngay cả đó có là Wiking thì cũng gần như phải tạo ra một câu chuyện mới hoàn toàn về hắn. Với Nazgul thứ hai là Camu thì chắc sẽ đơn giản hơn. Mình thì đang tưởng tượng Sauron đi tìm các vị vua và lãnh chúa loài người, biến họ thành các ma nhẫn sẽ không khác gì Nick Fury đi tuyển quân cho Avengers vậy, cũng căng thẳng lắm chứ đùa. Vấn đề khó nữa là liệu họ có lồng thêm những túi nhân vật mạnh mẽ như các vị sứ giả của Thiên Quốc vào phim như nào? Liệu họ muốn đưa đầy đủ không? Hay lại cắt được thì cứ cắt cho đỡ rối mạch phim? Thời gian này thì đã có sự xuất hiện của hai vị Pháp Sư Xanh và Glorfindel rồi. Cuối cùng là việc Amazon khắc họa trận chiến thịnh nộ qua lời kể của công nương Galadriel ra làm sao? Như ở phần đầu của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn thì trận chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người đã được diễn ra với quy mô và sự hoành tráng là không thể bàn cãi và chê vào đâu được. Ở đó có tạo hình đầu tiên của Sauron và quân đội tiên tộc, sự khốc liệt và giao tranh bài bản tới từ cả hai bên và cũng cho thấy một phần sức mạnh thật sự của Chúa Tể Bóng Tối ra làm sao khi hắn đã trực tiếp xuất trận. Với trận chiến thịnh nộ cũng vậy, đây cũng sẽ là nơi tạo hình đầu tiên của Morgoth, Chúa Tể Bóng Tối đầu tiên của thế giới. Nó phải ra được cái thần thái của một kẻ thực sự đã từng thống trị Trung Địa. Và rồi là tạo hình của các vị thần của Thiên Quốc khi tham gia vào cuộc chiến này. Thú vị và hấp dẫn nhất chắc hẳn sẽ phải là con rồng siêu vô lý Ungaligon. Biết rằng hy vọng càng nhiều thì khả năng hụt hẫng cũng khá là cao, nhưng mô típ phim gần đây cũng rất là hay chiều lòng khán giả như Marvel vậy. Họ hoàn toàn có thể đáp ứng sự cầu thị của khán giả bằng việc nhồi nhét tất cả các nhân vật mà khán giả mong chờ. Đây thực sự là xu thế để lấy lòng khán giả, và việc Amazon vẫn dựa vào những chiếc khung vững chắc mà Peter Jackson đã tạo dựng là chuyện không thể bàn cãi. Khi Amazon đang cố gắng để khán giả hiểu đây là phần tiếp theo của Chúa Nhẫn, thì việc những điều này có thể xảy ra là hoàn toàn không mơ mộng. Và với một kinh phí siêu khủng khiếp đảm tởm lợm mà Amazon đã chi ra để mua bản quyền cũng như tạo dựng thế giới Trung Địa, thì nhiều khả năng là họ sẽ không tiếc gì bồi thêm những sự kiện hoành tráng để thu hút khán giả nhiều nhất có thể.
Sự đón nhận và bứt phá từ hai mùa đầu tiên này sẽ làm Amazon say máu và cho ra những phần phim còn kinh dị hơn. Đây gần như là một cú giò của Amazon để đảm bảo cho một tương lai đưa hoàn toàn thế giới chúa nhẫn lên màn ảnh. Đó là toàn bộ những chia sẻ của mình về trailer mới nhất về tiêu đề của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn phiên bản truyền hình dự kiến ra mắt vào mùng 2 tháng 9 năm 2022. Các bạn sẽ mong chờ điều gì ở mùa phim lần này? Đó sẽ là một Sauron phiên bản mạnh mẽ thật sự với sự đẹp rạng ngời của một vị thần sa ngã đủ thông minh và bản lĩnh để cho tiên tộc ăn hành gặp mồ. Hay là được tới thăm những vương quốc tuyệt sắc nhất mà Trung Địa từng có như hai vương quốc tiên tộc Eren và Lindon hay là vương quốc hùng mạnh nhất của loài người Numenor. Vén màn về các chiếc nhẫn sức mạnh khác với những khả năng mà chúng còn chưa được biết tới tại Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn và The Hobbit. Được đưa qua thoáng chút về những vùng đất thiêng liêng của thiên quốc hay khơi lại quá khứ đau thương với tạo hình đầu tiên tới từ Morgoth. Hãy cho mình biết mọi người đang mong chờ điều gì nhất ở series phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn lần này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới Chúa Nhẫn. Xin chào. Not for ourselves, but we can give Frodo his chance.